Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi và sau đây là các phần tin Việt Nam. Kính thưa quý vị, là sân bay Tân Sơn Nhất đã bị ngập nặng sau bị mưa lớn. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã bị ngập bởi mưa lớn, khiến nhiều hoạt động của sân bay đã bị ảnh hưởng. Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, trận mưa lớn vào chiều tối hôm qua đã gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động của sân bay. Theo lời ông thì có nơi ngập đến 30 cm. Ngoài ra mưa lớn làm hạn chế tầm nhìn nên có 21 chuyến bay không thể hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất mà phải đáp xuống một số sân bay lân cận như Liên Khương, Cam Ranh và sang cả Nông Bên. Nguyên nhân ngập nước sân bay là vì kênh A41 đã bị lấn chiếm, xả rác gây tắc, làm hẹp dòng chảy. Sân bay có kiến nghị nhiều lần với chính quyền thành hồ cải tạo, khôi phục kênh này và hiện trạng ban đầu, thế nhưng đến nay vẫn chưa được đáp ứng. Cũng liên quan đến trận mưa lớn vào chiều tối qua ở Sài Gòn, Tin cho hay cầu Tân Kỳ, Tân Quý, nối hai phường ở quận Bình Tân đã bị sụp lúng, gãy đôi tạo hàm ếch. Công an đã phong tỏa hiện trường không cho các phương tiện giao thông qua lại để bảo đảm an toàn cho mọi người. Kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị, Việt Nam đã quy hoạch siêu dự án thép giữa lúc lo ngại môi trường tăng cao và Việt Nam vừa đưa vào quy hoạch một siêu dự án thép với quy mô lớn gấp đôi dự án Formosa cho giai đoạn 2020 và 2025. Báo chí Việt Nam loan tin này giữa lúc mối quan ngại về sự cố ô nhiễm môi trường bị quy cho hệ thống xả thải của nhà máy thép Formosa tiếp tục tăng cao. Bộ Công Thương Việt Nam đã chấp thuận triển khai dự án khu liên hợp luyện cán thép hoa sen Cà Ná, Ninh Thuận với công suất 16 triệu tấn một năm và tổng mức đầu tư dự kiến hơn 10 tỷ đô la và dự án được thực hiện theo năm giai đoạn, dự kiến sẽ sử dụng 240 ha đất và sẽ chính thức hoạt động vào năm 2019. Và nếu dự án được triển khai thì Việt Nam sẽ trở thành công xưởng sản xuất thép của khu vực. Trong khi thị trường thép thế giới đang lao đao vì hàng triệu tấn thép dư thừa thì việc Việt Nam phê duyệt siêu dự án thép mới khiến nhiều chuyên gia lo ngại. Chủ đầu tư của siêu dự án thép là tập đoàn Hoa Sen của Việt Nam. Trong bối cảnh dư luận Việt Nam đang lo lắng về tác động của dự án Phục sa đối với môi trường, dẫn đến sự cố cá chết hàng loạt và dọc theo vùng duyên hải miền Trung, lãnh đạo tập đoàn Hoa Sen khẳng định với báo Kinh tế Việt Nam rằng, tập đoàn này sẽ không để một giọt nước thải ra biển và nếu dự án gây ô nhiễm, chúng tôi sẽ tự đóng cửa nhà máy và giao toàn bộ tài sản cho nhà nước. Dự kiến siêu dự án thép sẽ tạo ra khoảng 45.000 việc làm cho địa phương sau khi hoàn thành thưa quý vị là cựu giám đốc sở tư pháp thành Hồ đã tuyên bố bỏ đảng Cộng sản. Ông Võ Văn Thôn là cựu giám đốc sở tư pháp thành Hồ vừa gửi thư cho chi bộ đảng Cộng sản nơi ông cư ngụ để thông báo về quyết định từ bỏ đảng kể từ ngày 26 tháng 8 vì không thể chấp nhận một tổ chức đoàn thể đang hoạt động trong đất nước Việt Nam mà không chấp hành luật pháp Việt Nam. Trong thư, ông Võ Văn Thôn, 76 tuổi, cho biết ông đã bị quận quỷ quận 3 đề nghị kiểm điểm về việc tự ra ứng cử đại biểu quốc hội vào Hội đồng Nhân dân thành phố, không chấp hành các quy định trong đảng. Ông Thôn cũng cho biết trong thư rằng ông đã báo cáo xin ý kiến của chi bộ. Sau khi chi bộ biểu quyết thì có 6 ý kiến đồng ý và không có ý kiến không đồng ý. Nhưng sau khi ông nộp đơn tự ứng cử thì đảng quý phương, thường vụ quận quỹ đã mời ông trong thư gửi chi bộ đảng. Ông Võ Văn Thôn nói ông bị ép buộc kiểm điểm về sự tự ứng cử mà ông cho là thi hành đúng quy định của luật pháp nhà nước Việt Nam. Và việc kỷ luật ông là thể hiện đảng không tôn trọng pháp luật nhà nước Việt Nam. Ông Võ Văn Thông từng giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 3 và Giám đốc Sở Tư pháp của Thành Hồ. Kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị, vừa rồi là các phần tin Việt Nam là chấm dứt chương trình tin tức của chúng tôi. Xin chào tạm biệt quý vị. <laughs>